Tự nhiên vào một ngày nắng đẹp, thế là mình muốn làm điều gì đó cho ai đấy. Mình quyết định là sẽ đi hiến máu. Đầu tiên là tự lên mạng, tự tìm địa chỉ, sau đó thì bắt xe và mình đến nơi thôi. Mình vừa đến nơi xong các bạn ạ. Vừa xong là phải khai báo y tế để các chú mới cho vào. Đây là Viện Huyết học Trung ương ở bên quận 5, hình như là đường Hồng Bàng thì phải, mình không nhớ rõ. Sau đó thì di chuyển lên tầng 2 mà ở Sài Gòn là người ta gọi là lầu 1 đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ phải điền thông tin như ở dưới đây này. Đấy, nói chung là có không không các bạn đọc thật kỹ vào. Bởi vì cái điều kiện hiến máu nó rất là chặt chẽ. Sau khi điền thông tin xong thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi khám lâm sàng. À, có một cái nữa đó chính là các bạn phải lấy bao giày để đi nhá. Bởi vì là trong viện nó rất là sạch. Đấy, giữ vệ sinh chung mà. Nào, sau khi khám xong thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi vào hiến máu thôi. Ôi dồi ôi, viện sạch kinh khủng khiếp luôn. Đấy, bây giờ chúng mình bắt đầu nhá. Xịt khử trùng, sau đó cái kim rất là to nó đâm vào tay của các bạn. Nhưng mà không đau nó mới đặc biệt chứ. Không đau một tí nào luôn các bạn ạ. Sau đó thì mình ngồi mình buôn chuyện với mấy chị y tá. Bởi vì là mình đi đâu mình cũng thích buôn chuyện ấy. Cả cái viện đấy không ai nói chuyện, có mỗi mình tôi. Eo ơi, nói được 5-6-7 câu cái là hiến xong rồi đấy. 350ml máu đã được trao tặng cho một ai đó rồi đấy. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ được một cái phiếu màu hồng ra đổi quà. Nhưng bởi vì là mình không dùng tới cho nên là mình quyết định là mình sẽ gửi lại hết số sữa cho các em nhỏ nào cần hơn. Và mình còn được tặng 50.000 nữa nhá. Sau đấy thì ra đến cổng viện nhìn thấy cô lao công, thế là mình biếu cô luôn, bảo là thôi con biếu cô ăn trưa. Cô sướng quá, thế là cô cười phờ lớ. Đấy, nói chung là một ngày làm được việc có ích như thế là mình cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Và đây chính là một số lợi ích khi mà chúng ta đi hiến máu. Các bạn ơi, các bạn nào mà còn trẻ thì các bạn đi hiến máu đi nhá. Bởi vì là chúng ta bớt đi một lượng máu trong cơ thể chúng ta thì chúng ta không làm sao cả. Nhưng mà ai đó đang rất cần cái lượng máu đấy của chúng ta để họ có thể duy trì sự sống. Nhá, mọi người nhớ đi hiến máu nhá. Bye bye. Cảm ơn.